Hãng tin Tân Hoa Xã dẫn tuyên bố của Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc kêu gọi sự cải thiện hệ thống quản lý khẩn cấp quốc gia sau khi thừa nhận các sai sót và khó khăn trong phản ứng với dịch bệnh. Cơ quan trên khẳng định sự cần thiết phải củng cố việc giám sát thị trường, cấm tuyệt đối và chấn áp các hoạt động buôn bán và trao đổi động vật hoang dã. Trước đó, Trung Quốc cũng cho biết đang cần khẩn cấp các thiết bị y tế như khẩu trang, đồ bảo hộ và mắt kính. Các bệnh viện tại tâm dịch cũng luôn trong tình trạng quá tải, thiếu y bác sĩ và thuốc men. Tuy nhiên, hôm qua, các bác sĩ tại tuyến đầu tâm dịch cho biết các bệnh viện dã chiến mới tại Vũ Hán sẽ khắc phục phần nào khó khăn hiện nay trong công tác chữa trị. Bệnh viện Hòa Thân Sơn vừa mới xây xong đã bắt đầu tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên. Trong khi đó, các bệnh viện dã chiến khác sẽ sớm được đưa vào hoạt động.